các siêu cổ phiếu như là CSV, FPT, VOT, HVN này, tăng rất mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Khi mà thị trường còn đang chưa về cái đỉnh cũ 1.300 thì nhiều cổ phiếu đã vượt cái thời điểm mà VN-Index ở 1.300. Vậy thì những cái cổ phiếu này có những cái đặc điểm gì chung mà chúng ta có thể cần lưu ý để mà khi mà cái nhịp sau nhịp gãy rũ của thị trường nó lại có thể tăng mạnh đến như vậy? Thì một cái cổ phiếu mạnh sau nhịp rũ bỏ của thị trường ấy, mà nó muốn lên mạnh ấy, thì thường nó sẽ phải có ba cái yếu tố. Đấy, thì mình sẽ nói từng cái yếu tố một trong video này. Đầu tiên, nó phải là một cái cổ phiếu có xu hướng mạnh theo phương pháp của MacMiner, tức là nó đạt cái mẫu hình xu hướng. Thì theo MacMiner, một cổ phiếu đạt mẫu hình xu hướng khi mà nó đang ở trong cái giai đoạn uptrend với các cái điều kiện như sau. Một là giá nó phải nằm trên MA 50, đường màu đỏ này, MA 50 nằm trên MA 150 và nằm trên MA 200. Các đường MA thì nó đều dốc lên. Ngoài ra thì nó còn một số điều kiện nữa về cái sức mạnh RS so với thị trường chung, tức là nó mạnh hơn thị trường chung này, rồi là nó cách đỉnh năm 2 tuần không quá 25% này. Thì thực ra những cái cổ phiếu này nó đều thừa đạt những cái tiêu chí đó. Tuy nhiên là để cho nó đơn giản hóa thì mình chỉ tập trung vào cái yếu tố liên quan đến các đường MA để mọi người dễ nhớ nhất. Thì những cổ phiếu như CSV này, FPT này, đúng không? VOT này, HVN này, đó. Hoặc là VGT này thì nó đều đạt cái tiêu chí này. Và MA200 thì dốc lên ít nhất một tháng nhé. Một tháng thì tương đương với khoảng 20 phiên. Đó. Ý nói rằng là nó đã tăng được một thời gian rồi chứ không phải nó mới bắt đầu tăng. Thì đấy là cái điều kiện thứ nhất là cổ phiếu đang trong cái uptrend, đang trong cái xu hướng mạnh theo MacMiner. Và cái điều kiện thứ hai thì mình có áp dụng một chút cái phương pháp Wyckoff ở đây, tức là cổ phiếu đang trong giai đoạn tái tích lũy nền ngắn trong uptrend. Nghĩa là như nào? Thì chắc chắn là nó phải trong uptrend rồi, và thứ hai là nó trong giai đoạn tái tích lũy. Tại vì sao mà mình lại chọn giai đoạn tái tích lũy trong uptrend mà không phải là một cái giai đoạn tích lũy nền dài, tức là chọn tái tích lũy nền ngắn thay vì tái tích lũy nền dài? Thì mọi người sẽ hiểu rằng là nếu mà tái tích lũy nền dài ấy, thì cái lượng cung ở trong cái nền đó nó rất là lớn. Ví dụ như này, cái nền nó rất là dài, nền rất là dài thì lượng cung nó lớn. Thế còn một cái nền ngắn từ 2 đến 6 tuần thì cái lượng cung nó sẽ nhỏ hơn đó. Và cái nền ngắn này thì thường là nó nằm trên các cái đỉnh gần nhất, nằm trên những cái đỉnh gần nhất của cổ phiếu đó. Thì khi mà cái lượng cung này nó nhỏ hơn thì rõ ràng là cái việc kéo giá lên nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Điều kiện số 3, điều kiện cực kỳ quan trọng nhé. Điều kiện số 3 đó là điều kiện cực kỳ quan trọng, là cái nhịp rũ bỏ của thị trường này nó không bị gãy cái nền ngắn này. Nghĩa là sao ạ? Khi một cái cổ phiếu nó không bị gãy nền đó, thì là trong cái nhịp rũ bỏ của thị trường ấy, tức là bản thân nó rũ thì lại khác nhá. Bản thân nó rũ là một cái hành động là có chủ đích của lái, rũ bỏ check out để kéo lên, đúng không? Thì nó lại là một cái hành động hoàn toàn khác. Còn sao ạ? Thị trường rũ mà nó không rũ thì tức là lái nó đỡ giá. Đấy, những cái phiên này thị trường giảm mạnh này, đấy, thị trường giảm mạnh nhưng mà làm sao cái cổ phiếu này nó không bị gãy nền, tức là lái họ chưa phân phối, họ chưa ra hàng, họ đỡ giá. Họ đỡ giá thì nếu mà họ đã đỡ giá tức là họ còn đánh lên, và sau khi mà thị trường hồi phục thì nó sẽ lên rất là nhanh nhá. Điều kiện thứ ba là cổ phiếu không bị rũ bỏ gãy nền, được chưa? Hoặc trong trường hợp nếu có rũ không gãy quá xa, tức là rũ cái được kéo lên luôn chứ không phải rũ 2-3 cây rơi xuống tít dưới này thì lại dạo vứt rồi, đúng không? Thế tương tự mọi người sẽ thấy là ví dụ như FPT này, đúng không, cái nhịp này nó cũng không hề gãy nền đó, sau đó thì nó kéo lên luôn với là vốt, đúng không? Các cái cây này đều rút chân, những cái cây rút chân này thể hiện là sao, có cầu mua vào tại cái vùng 18.000 này và sau đó thì nó kéo lên, đúng không? Và cái con vốt này mọi người để ý nó có một cái điểm này, cây này là một cái cây no supply này, cây này cây mồi tiền này, đúng không? Nên sau đó cây này nó nổ vượt. Đấy. HVN cũng vậy, không bị rũ gãy nền. Thế còn những con mà bị gọi là rũ thủng, ví dụ cái phiên này đây hay sao, một vài phiên mà rũ thủng thủng một chút này thì nó còn test đi test lại lần một, test lại lần hai đó. VGT đúng không? VGT cũng không bị rũ gãy nền và sau đó nó lên rất là tốt. Đó, thì đấy là những cái cổ phiếu mà nó đã chạy rồi. Thì bây giờ những cái cổ phiếu mà nó cũng đạt cái tiêu chí này mà nó chưa chạy mạnh thì còn những cổ phiếu nào mà chúng ta có thể lưu ý? Thì đây mình cũng list luôn cho mọi người, ví dụ như là Abaco đúng không? Rũ này, test lần một, test lần hai, thế này tiền vào rồi. Được chưa? Thì Dabaco sẽ chạy trong tuần tới này, hay là để mình tắt bớt mấy đường MA cho đỡ vướng nhá. MVKG đúng không? MVKG cũng không bị gãy nền. Đây thực ra là nếu mà tính ra cái nền nó đây cơ. Đó.
các cái nhịp này không bị gãy nền thì sau đó là sao, nó lên rất là tốt, lên rất là nhanh. Ví dụ cái phiên này thị trường rớt mà sao ạ, đây cái phiên mà thị trường bị rũ mạnh là cái phiên 28 tháng 6 đúng không, thì thực tế là nó giảm không đáng kể đó, và nó còn đang trong nhịp đánh lên cơ, thì sao thì lại càng khỏe. Thế nhưng phiên này nó tăng rất mạnh, các phiên này thì bắt đầu là điều chỉnh cắt lại nhưng mà không có lực áp lực bán ra lớn, phiên này bắt đầu có cầu vào rồi đúng không, khả năng tuần sau là sẽ kéo tiếp mở VKG này đó, hay là Hòa Phát đúng không, Hòa Phát cái nhịp này nó cũng không gãy, không thủng cái nền này, và so với cái đỉnh bên này thì nó đang cao hơn đúng không? Một cái nền tích lũy ngắn đó, hồi lên này, cái nhịp này có thể coi là một cái nhịp điều chỉnh test lại, sau đó là nó có thể sẽ bật tiến tiếp, hoặc là GMD cũng không bị rũ gãy này, còn test thêm lần nữa đúng không, test thêm lần nữa bắt đầu có tiền vào rồi. Rồi là VGS đó, VGS thì là nó có một cái nhịp gọi là, thực ra cái nền này thì nó hơi dài một chút, cái nhịp rũ này, nhưng mà cái phiên ngày 28 này thị trường rũ mạnh thì nó cũng bị rũ theo, nhưng có rút chân là thể hiện có lực cầu vào đấy, phía sau lại rút chân tiếp thì thực ra là nó cũng chưa không gãy hẳn đâu nhá, gọi là rũ. VGS cũng là một cổ phiếu có xu hướng mạnh khỏe trước đó đúng không, chưa thủng 50. Đấy, một vài cổ phiếu cho anh em tham khảo, hoặc là cái cổ phiếu này thì nó chưa đạt cái tiêu chí là tích lũy nền ngắn vì nó vẫn nằm trong cái nền này cũng khá là dài đúng không, tuy nhiên là DGVK cũng là một cái cổ phiếu khá là hay, nếu mà mình xét nội bộ trong cái nền này thì nó có rũ gãy nền này, tức là nó yếu hơn các cổ phiếu kia một chút, nhưng mà được cái là sao, nó lên luôn, thì cái nhịp này check out test lại đấy, thì nhóm mình có mua ở cái phiên xác nhận này rồi, và cái phiên này bắt đầu tiền vào thì nó sẽ kéo lên nhé, kéo lên vượt cái cản này, vượt hai cản này ít nhất là như vậy, và sau đó có thể là uptrend là tạo thêm một cái nhịp gọi là test lại rồi lên tiếp như nào đó, nhưng mà tối thiểu sẽ lên cái vùng 6 này. Chốt lại là chúng ta sẽ có ba cái điều kiện, một là cổ phiếu có xu hướng mạnh theo phương pháp của MacMiner Mini là giá nằm trên MA 50, trên MA 150 và trên MA 200, các đường MA ngắn nằm trên các đường MA dài và các đường MA nó đều dốc lên. Cái điều kiện thứ hai là cổ phiếu đang trong cái giai đoạn tái tích lũy trong hấp chen, và cái này nó nên là cái này đến nắp nó có thể bật được ngay, mình chưa nói là cái bật xa hay là bật gần nhưng mà nó bật được ngay. Và cổ phiếu không bị rũ bỏ gãy nền nhé, hoặc là làm sao rũ cái là kéo luôn, còn rũ sâu xuống dưới cách nền 10-15% thì sẽ hồi lên rất là lâu. Ví dụ như là cổ phiếu mà bị rũ sâu á, ví dụ như là HDG này đúng không, HDG nó có cái nền ở đây, nó rũ xuống tận đây đúng không, thì cái quá trình hồi phục nó sẽ lâu hơn. Hay là VSR gọn rũ sâu xuống tận đây thì quá trình hồi phục nó lâu hơn. Thì mình không nói là những cổ phiếu này nó không tăng, nó vẫn có những cái tiềm năng tăng, nó cổ phiếu này cũng khá ok, nhưng mà để mà so cái tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn bằng những cổ phiếu mà nó không bị rũ gãy này thì rõ ràng những cổ phiếu không bị rũ gãy này thì nó sẽ cho cái mức tăng giá nhanh chóng hơn. Anh em muốn tìm hiểu thêm về phương pháp Wyckoff VA thì có thể tham gia các cái cộng đồng của mình nhé, hoặc anh em nào có nhu cầu tư vấn khuyến nghị ngay trong phiên hỗ trợ cơ cấu danh mục thì có thể liên hệ với mình, số điện thoại 906 979 383. Chào mọi người.